Của ông Lê Tùng Vân và câu chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Thì mình là người sống trong nhà ông Lê Tùng Vân là từ năm 90 tới năm 2014. Thì như vậy là tới năm 2014 thì mình mới bước chân ra khỏi mới tách ra khỏi nhà ông Lê Tùng Vân. Thì như vậy là suốt trong 30 năm sinh sống đó thì tất cả các hành vi của ông Lê Tùng Vân là mình chứng kiến hết, không thiếu một cái gì về ông Lê Tùng Vân. Nói rồi thì ở cái một like trước thì đã có Minh Tùng đã có nói rồi, thì cơ quan chính quyền nhà nước và cơ quan công an điều tra cũng đã đang tiến hành điều tra về vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì hiện tại là qua lời kêu gọi của cô Hằng và nhiều lời kêu gọi của các kênh YouTube khác lẫn luôn cả Minh Tùng, thì cơ quan nhà nước công an điều tra cũng đã cho điều tra viên xuống tận nhà của một số người là đem tiền cho ông Lê Tùng Vân, đem tiền cho các thành viên trong nhà ông Lê Tùng Vân như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Kỳ Duyên, Quyền Trang. Thì các đối tượng này thì các em này và ông Lê Tùng Vân đã được đưa vào điều tra. Thì hiện nay thì về cái mặt điều tra hiện nay thì cái con số mà tạm thời cho hiện tại bây giờ là con số ổng là cái mức mà ổng gọi là lừa đảo thì đã hơn con số 6 tỷ. Hơn con số 6 tỷ. Thì như vậy là hiện tại là đã gần, hiện tại bây giờ đã gần hơn 16.000 đơn thưa. Thưa ông Lê Tùng Vân là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì ở đây là ở đây thì ông Lê Tùng Vân và Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên thì cho rằng là họ không có lừa đảo. Mà cái số tiền mà ông Lê Tùng Vân mà nhận với các người trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ mà nhận tiền là tự người ta mang vào, tự người ta cho, chứ không phải là ông Lê Tùng Vân kêu gọi đó. Ông Lê Tùng Vân là cho rằng là không có lừa đảo đó, nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Tức là các kênh YouTube của nhà ông Lê Tùng Vân thì để một cái số tài khoản và kêu gọi là ai muốn quyên góp giúp đỡ thì gửi vào số tài khoản đó. Rồi khi đi tới đâu khi đi tham dự một cái chương trình gì đó hay là tham dự một vấn đề gì ngoài xã hội thì ông Lê Tùng Vân này với những đứa con của ổng thì đều nói cái đó là chùa, và đem những đứa con trong nhà ổng thì đem ra đều nói là mồ côi hết. Nhưng mà thật sự ra thì những cái em lớn thế hệ 9X thì 7 em lớn này thì đều là con ruột của ông Lê Tùng Vân, và những người đàn bà mà sống chung với ông Lê Tùng Vân thì là những người vợ của ông Lê Tùng Vân. Rồi thời gian sau này khi một số em lớn lên thì trong đó có hai đứa con gái ruột của ông Lê Tùng Vân, thì ông Lê Tùng Vân mới thực hiện hành vi quan hệ tình dục với hai người con gái ruột này và đẻ thêm ba đứa là sản phẩm lộn lưng. Có cô gì chú bác. Hello, xin chào quý vị các bạn. Quý vị và các bạn nghe được một cái đoạn chích đoạn của em Minh Tùng lên tố Thiền Am. Vấn đề này thì chúng tôi đã phân tích rất nhiều trước video đó. Cái vấn đề mà nhiều cái lá đơn thưa Thiền Am, tuy nhiên thì trong cái video clip này không biết em này có bị lộn là mà lẹo lưỡi thế nào không thì mình không biết. Mình nghe hình như là 6 người hay là 16.000 người gì đó các bạn. Các bạn nghe kỹ đây các bạn giúp mình nha. Mình nghĩ là chắc khoảng chừng 60 người là đủ rồi, chứ không cần phải nhiều như vậy. Thì cái vấn đề Thiền Am ở đây, cho tiền Thiền Am thì Thiền Am sẽ được nhận và người ta không đòi hỏi gì. Tuy nhiên trong cái câu chuyện này nó không có đơn giản như vậy, và giống như cái dự đoán của mình, tức là Thiền Am sẽ bị thưa vào cái tội là lừa đảo giả dạng Mạnh Thường Quân. Chị Liên nghe là 16.000 hả? 16.000 em nghĩ là sao kê ra 16.000 người trong suốt bao nhiêu năm đó thì mình còn chấp nhận. Chứ còn 16.000 người thưa thì em nghĩ là thưa trên online thôi, chứ không thể nào mà thưa ở trên cái lá đơn được. Ok. Đó thì cái số tiền lên đến 6 tỷ, hơn 6 tỷ. Và công an đã bắt đầu đi tìm những cái người mà gửi tiền cho Thiền Am. Công an sẽ đánh Thiền Am theo cái thị phi, đó là
giả sư lừa mồ côi để trục lợi. Vì theo lời của Minh Tùng, Minh Tùng đã hé lộ ra, vô tình hé lộ cho chúng ta biết rằng câu chuyện này sẽ thưa Thiền Am theo cái dạng mà là giả là cái người nuôi trẻ mồ côi để cho người ta gửi tiền vào cho Thiền Am để Thiền Am lấy tiền đó nuôi các trẻ mồ côi này, thì Thiền Am sẽ bị thưa theo hướng đó. Thì em Minh Tùng em nhanh miệng quá, em đã lỡ miệng bấm nói. Và tôi nói cho mọi người nghe là một số thông tin Minh Tùng bảo rằng công an đi xác định, công an đi xác định một số cái nhân chứng, thì tôi nói mọi người nghe là những nhân chứng đó có người điện cho mình rồi đấy. Tổng số khán giả 2 triệu mấy thì con số 16.000 không thành vấn đề. Nên tuy nhiên thì một số con số 16.000 là quá lớn. Mình nghĩ là chỉ khoảng chừng 6.000 là đủ rồi, hoặc là 600 là đủ rồi. 16.000 đó đứng trên phiên tòa sao đứng nổi. Ok, quý vị thấy là rõ ràng là bây giờ Thiền Am đã bị tứ bề thọ địch. Và trong 2 ngày hôm nay tôi thấy là đã có xuất hiện cái lá đơn mà Thiền Am thưa về sự việc 50 người. Tuy nhiên tôi thấy là cái sự việc mà thưa 50 người đó có không ăn nhậu về với sự việc mà Thiền Am sắp tới sẽ bị người ta thưa. Các bạn hay lắm, các bạn chửi, các bạn rủa tôi, các bạn đuổi xua tôi, tới hồi Thiền Am bị người ta thế này thế nọ, các bạn bung dù, các bạn trốn hết. Tôi thấy là có một số YouTuber đã xuống sắc vì mạnh thường quân của họ bắt đầu co giò bỏ chạy, và họ bắt đầu xuống sức. Vì sao? Cái tiếng nói của họ đâu có ai nghe, chẳng qua là tiền của mạnh thường quân bơm về. Tôi thấy có những khuôn mặt của các YouTuber rất là trơ tráo. Thực tế tôi nói như vậy thì tôi xin lỗi anh em trước nha. Tôi thấy khuôn mặt các anh em rất là trơ tráo các anh em à. Các anh em phải đi mò sâu cuốc bẩm. Các anh em nhận tiền của Mạnh Thường Quân thì các em phải làm cho tròn. Các anh em phải đi, hôm qua tôi đã cho coi đó. 50 người sức hơn trong Thiền Am mà chỉ thưa có một người, còn 49 người kia đâu? Hay là trong 15 người, sau cái thưa một người còn 14 người kia, cái tội tình họ sao không thưa được? Là sao? Không có chứng cứ gì thưa. Tôi cho các bạn xem cái lá đơn hôm qua đó. Và tôi thấy có một số YouTuber lơ đi vấn đề thưa của Thiền Am. Thiền Am mướn cả 5 luật sư. Đúng ra họ sẽ đứng lên, họ sẽ nói cho Thiền Am, nhưng tôi thấy là họ đã lơ đi. Và họ cho biết rằng đã có kết quả rồi. Trong cái lá đơn hôm qua tôi cho mọi người xem đó. Thôi thì một chút xíu tôi cho mọi người xem nha, nghe cái phân tích một chút xíu nữa. Dân thì ông này thì có thể nói là trong gia đình thì ông Lê Tùng Vân thì có thể nói dùng các từ như là nham hiểm, xấu. Tôi nói ra đó quý vị thấy nhức nhối không? Thì bây giờ chúng ta cần có một cái lý do mà báo chí phải vào cuộc. Đây tôi chỉ chỗ cho đi làm đó, tại sao không đi phỏng vấn cái nơi Thiền Am đó và đi phỏng vấn luôn cả Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Long An là ở nơi đó đang xây dựng có hợp pháp chưa? Đem tới lợi ích lợi nhuận đó, tới cái quyền lợi cho nhà ông Lê Tùng Vân, thì ông Lê Tùng Vân sẵn sàng làm đó, dù cho thủ đoạn ác độc cỡ nào ông ta cũng vẫn làm. Không có bằng chứng không được tham gia vấn đề của ông Lê Tùng Vân đó, nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Tức là các kênh YouTube á, các kênh YouTube của nhà ông Lê Tùng Vân á, thì để một cái số tài khoản và kêu gọi là ai muốn quyên góp giúp đỡ thì gửi vào số tài khoản đó. Rồi khi đi tới đâu á, khi đi tham dự một cái chương trình gì đó hay là tham dự một vấn đề gì ngoài xã hội thì ông Lê Tùng Vân này với những đứa con của ổng thì đều nói cái đó là chùa, và đem những đứa con trong nhà ổng thì đem ra đều nói là mồ côi hết. Nhưng mà thật sự ra thì những cái em lớn thế hệ 9X thì 7 em lớn này thì đều là con ruột của ông Lê Tùng Vân. Và những người đàn bà mà sống chung với ông Lê Tùng Vân thì là những người vợ của ông Lê Tùng Vân. Cái này ca dài quá. Dài quá các bạn. Nó vẫn không có một cái gọi là cái... trong đó thì thầy Quân nghĩ như thế nào? Thứ hai là trong cái phần xây đó là vi phạm luật đất đai, là không được xây.
thì ông ta sẵn dịp này ông ta đặt luôn để quy chụp chính quyền là hà hiếp ông Lê Tùng Vân, qua đó là dẫn dắt dư luận là ừ tôi không có tội thì bây giờ tôi cứ làm tôi cứ xây, nếu tôi có tội thì tôi phải sợ ông Lê Tùng Vân là muốn tung thì tôi không tất cả những gì cô Hằng nói đúng hay là sai, mà nếu mà đem ra xét nghiệm ADN thì đem tiền vô để nuôi những đứa trẻ mồ côi, nhưng mà những đứa nhỏ đó không phải là những đứa trẻ mồ côi, thì đồng tiền đó là sử dụng mục đích sai, sai mục đích thì chắc chắn là ông ta mới dính vô vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản thôi. Nhưng mà Tùng nghĩ thế nào khi mà cô Hằng lên tiếng, cô Hằng làm tánh bành té mẹ mà không dám phản ứng gì, tại sao vậy? Theo như Tùng nghĩ là tại sao vậy? Cái bản thân một người á, mà họ thường thường một người á, họ phạm tội á, thì họ sẽ không bao giờ nhận là họ phạm tội. Nhưng mà khi cô Hằng lên tiếng như vậy mà ông Lê Tùng Vân không dám đi kiện thì là hiểu rằng ông Lê Tùng Vân đã vi phạm vào vấn đề đó nên không dám đi kiện. Ở đây là... trước đây thì rất nhiều người đụng vô ổng là ổng đi kiện, thậm chí là chỉ cái vú có sữa cũng bị kiện đó. Bây giờ tại sao cô Hằng làm nhục ổng trên công chúng như vậy, là lôi tất cả ra mà tại sao không lên tiếng? Tại những vấn đề cô Hằng nêu ra ở trên mạng xã hội là những vấn đề đó là có, là chính xác. Ông Lê Tùng Vân đều có các vấn đề của cô Nguyễn Phương Hằng đưa ra, mà ở đây nếu mà ông Lê Tùng Vân đi kiện cô Nguyễn Phương Hằng thì chắc chắn để làm rõ vấn đề kiện tụng này thì phải đi xét nghiệm ADN, mà nếu là đem các bé ra mà xét nghiệm ADN thì ông Lê... Các bạn thấy lộ rõ ra chưa là tôi nói có sai không các bạn? Tại sao những năm qua thì Nam không lên tiếng, họ vẫn nhịn không lên tiếng, nhưng mà tại sao năm nay họ lại lên tiếng? Ok, xin chào anh, xin chào chị Liên Opico nha. Bữa nay sao chị không lên like hả chị? Xin chào Nguyễn Chi Anh Thư, Nguyễn Chi Anh Thư. Xin chào chị Quê Khương, xin chào Dũng Lê, xin chào em Chi Trúc, xin chào Nguyễn Ngọc Thu, xin chào anh Nguyễn Trung Trực nha. Anh Nguyễn Trung Trực ra kênh đi anh, người ta sẽ ủng hộ cho anh thôi. Xin chào chị Hồng Lê. Thì các bạn thấy là rõ ràng trong cái dự đoán của chúng tôi đã không có nằm ngoài. Thiền Am chỉ biết lập vi bằng chứ không thừa. Họ không chắc ăn thắng 100% thì sẽ không thừa. Tuy nhiên trong cái câu chuyện về cái sự việc 50 người có liên quan tới ông Thắng bà Mai, là ba mẹ bé Diễm My, đi vào Thiền Am để kiếm con, một số thông tin bảo vệ Thiền Am bảo rằng ông Thắng bà Mai đã xông vào Thiền Am, đã leo rào, đã leo tường. Còn một số thông tin bảo rằng là ông Thắng bấm chuông và Thiền Am mở cửa. Nếu ông Thắng bấm chuông và Thiền Am mở cửa thì hành động đó hoàn toàn hợp pháp. Và chúng tôi thấy rằng họ bảo rằng trước khi họ đến Thiền Am họ đã báo công an, do đó không có lý do nào mà thưa họ cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Và chính vì ông này ông bà, cha mẹ bé Jimmy bảo rằng đã thông báo đi lại đó, chúng tôi đã nghe thoáng qua được một video, một cái câu nói, đó là ông nội thương anh lắm, ông nội điện cho anh mà tại sao anh đối xử Thiền Am là như vậy. Các bạn có thể là xem lại giùm mình, để mình cho các bạn nghe luôn cho rồi. Các bạn chờ chút, chúng tôi đã logic lại vấn đề này. Đúng ra vấn đề logic vấn đề này là dành cho những cái anh YouTuber đã nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Các anh phải logic vấn đề này lại và tìm ra khẽ hở trong câu chuyện này để giúp Thiền Am minh quang. Theo lời các anh nói là Thiền Am là nơi tu dạy trẻ rất là tốt, tuy nhiên anh không làm. Mà suốt 2 năm qua các anh chỉ hô hào kêu gọi tiền Mạnh Thường Quân, của những cái người Mạnh Thường Quân lớn và để đem về thôi. Chứ còn cái sự việc 50 người này các anh bỏ lọt kẻ. Và các anh cứ lên trên mạng các anh vẫn múa mép, khua môi múa mép. Hôm nay thì Nam bị tấn công quá dữ dội, tôi thấy không có một ai lên nói chuyện gì cả. Cũng không có dùng lý lẽ nào cả các bạn. Để mình vào trang 50 người trên đầu thất bọc like. Mình sẽ lôi cái câu đối đó ra, vô tình lọt vào cái câu đối đó cho các bạn nghe nha các bạn. Đâu rồi ta? Từ cái kênh thất bọc like luôn. Các bạn chờ một tí, tự nhiên sao mất tiêu rồi ta.
câu 50 người xong qua tỉnh thức. Các bạn chờ chút. À bố Phật là thằng ấy nó chưa có về hả chị Liên? Bố Việt chưa về hả? Tài sản mất mát và hư hại. Tốt của tỉnh thất đã đăng. Không thấy cái video đó ta. Các bạn chờ một tí nha. Mình nhớ là mình có lưu cái đó lại mà bây giờ mình không nhớ là mình để đâu các bạn. Mình để mình vào cái trang tổn thất online luôn để mình tìm coi cái nào. Thưa quý vị, giờ đi ra. Không ra thì ngày mai mình sẽ cho mọi người xem cái chi tiết đó. Anh thầy Nhị Nguyên à, thầy Nhị. Không thấy video đó à ta. Để mai tìm lại video đó cái mới được. Không nhìn thấy video đó các bạn ơi. Thôi bỏ đi, mai mình sẽ dẫn chứng cho các bạn xem. Ok. Thì chúng ta quay lại vấn đề này. À, các YouTuber đã không nói gì với sự việc 50 người này. Và họ không tìm một bằng chứng nào để mà kết tội gia đình với Diễm My, không kết tội Động Thắng bà Mai. Tôi cho các bạn xem một tấm hình nữa. Trời, nói với mình sách mách có chứng chứ không phải nói chuyện chơi chơi. Là chúng ta nghe em có đoạn đi, tiếp tục đi nghe cái này. Thường Văn thì không bao giờ dám làm điều đó. Thì xét nghiệm ADN là chứng minh được hết tất cả những gì cô Hằng nói đúng hay là sai. Mà nếu mà đem ra xét nghiệm ADN thì kết quả cho kết quả rõ ràng là con ruột là lộn lưng thì ông Lê Tùng Văn không bây dám giờ, làm. Tùng nghĩ như thế nào mà bên Thiền An đang làm nhà, trong khi đó đã có 16.000 cái đơn thưa và cái số tiền quy động là hơn 6 tỷ đồng. Vậy thì nghĩ thế nào? Cái vấn đề đang làm nhà của ông Lê Tùng Vân là đang so dịu dư luận. Tại vì ông Lê Tùng Vân đang đánh vào những người mà người ta có những suy nghĩ là tại sao trên mạng cô Hằng nói như vậy, là Minh Tùng nói như vậy mà nhà ông Lê Tùng Vân vẫn làm nhà, nó vẫn không có cái một cái gọi là cái vấn đề sợ sệt gì. Thì ông ta muốn đánh vào cái dư luận là tôi không có tội, tôi không làm gì hết thì tôi không phải sợ. Đó là ông ta dùng cái đó để dắt dư luận. Dạ sao? Chiêu cao thủ hả? Đó, đúng rồi, ông dẫn dắt dư luận. Nhưng mà thật sự ra cái làm nhà ở đây á, là cô chú có hiểu như thế này. Là trước năm 2010 thì ông Lê Tùng Vân đã từng năm 2010 là báo chí đã phanh phui một lần rồi. Phanh phui vấn đề là ông Lê Tùng Vân nuôi các con ruột và đánh đập trẻ em mồ côi và quan hệ bất chính. Năm 2010 là báo pháp luật đã phanh phui vấn đề này. Thì khi báo pháp luật vừa phanh phui ra khoảng được 1-2 tháng thì cái trại tin tức cháy. Tự nhiên cháy hết, cháy hoang tàn hết. Tất cả mọi hồ sơ, dữ liệu, giấy tờ gì đều bị cháy hết. Thì bây giờ tới năm 2021 thì khi cô Hằng lên tiếng, một số anh chị YouTube khác lên tiếng thì bắt đầu và báo chí đài truyền lên tiếng thì ông Lê Tùng Vân tới năm 2021 thì bắt đầu đập nhà.
Mà đập nhà ở đây á là lý do tại sao, là để tiêu hủy chứng cứ. Tại vì cái chỗ mà đập nhà trong đó có một phần là của một mạnh thường quân, là cho gần 1 tỷ bạc để xây dựng cái phần đó. Thì bây giờ là ông Lê Tùng Vân cho đập cái phần đó là để tiêu hủy chứng cứ, là tại vì mạnh thường quân này đã làm đơn thua và đã chỉ rõ là cái số tiền 1 tỷ đó là xây cái gì, xây dựng lên cái gì, làm cái gì. Thì trong cái phần đập nhà này là nó có cái tiền của mạnh thường quân này, cho nên ông Lê Tùng Vân là quyết định tập để hủy chứng cứ. Thứ hai là trong cái phần xây đó là vi phạm luật đất đai, là không được xây. Thì ông ta sẵn dịp này ông ta đập luôn để quy chụp chính quyền, là hà hiếp ông Lê Tùng Vân, qua đó là dẫn dắt dư luận là tôi không có tội thì bây giờ tôi cứ làm, tôi cứ xây, nếu tôi có tội thì tôi phải sợ. Ông Lê Tùng Vân là muốn tung cái chiêu đó là như vậy. Quý vị nghe rõ rồi nha, coi như là đập phá để mà chối tội 1 tỷ đó là của một mạnh thường quân đóng góp vào. Đúng. Và bây giờ không có giấy phép mà dựng ngang nhiên. Cái vấn đề xây dựng này thì mình cũng không biết ai, chắc nghi nó anh Thiện Đạt quá. Mình nghĩ là anh Thiện Đạt là cái người bỏ tiền ra nhiều nhất để xây lên cái chính diện của bên Thiền Am. Mà nghe cái lời phân tích của Minh Tùng và sự bồi vô của CEO Nguyễn Phương Hằng, hiện tại là Thiền Am đang bị điều tra, và những cái người gửi tiền vào Thiền Am họ đã tìm cách liên lạc, trong đó có một số người quen của quý vị các bạn đấy. Tôi nói như vậy là tôi đang tiết lộ một số bí mật cho các bạn nghe đấy. Và tôi cũng tiết lộ cho những cái người bảo vệ và Thiền Am nên tìm những chứng cứ và bằng chứng để giúp Thiền Am vượt qua cơn hoạn nạn này. Tôi thì Thiền Am có lừa gạt mọi người hay là không lừa gạt đối với tôi không quan trọng, vì mỗi người có một suy nghĩ về câu chuyện này nó hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ ủng hộ những gì mà tôi cảm thấy nó đúng và tôi đi theo những cái ủng hộ đó. Cũng giống như tôi ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng, tôi chấp nhận mang tiếng là cái người nịnh bợ nịnh hót. Vì sao? CEO Nguyễn Phương Hằng đã cho ở tỉnh của chúng tôi một cái nhà máy oxy mini và găng tay y tế. Và cái sự việc đó không phải là cho tôi mà cho người nghèo, oxy đó cho người nghèo. Do đó chúng tôi rất là cảm kích vấn đề đó, và từ đó chúng tôi đưa ra một cái lựa chọn cho quý vị các bạn tự tìm một cái con đường để chúng các bạn đi. Thứ nhất là một cái người bỏ tiền ra để giúp đỡ người khác, với một cái người nhận tiền vào để nuôi dạy người khác, cái nào nó quan trọng hơn tùy các bạn lựa chọn. Chúng tôi không có lựa chọn giùm các bạn. Và trong câu chuyện này, Thiền Am có guộc thịt hay là không guộc thịt, xét về phương diện pháp luật họ sai thì họ phải chung. Tuy nhiên đối với chúng tôi vẫn muốn khuyên họ quay ngược lại con đường chánh đạo nếu họ có vi phạm. Giống như câu chuyện hồi sáng tôi chia sẻ với các bạn, bắt một người ăn trộm chỉ trơm một cái áo có 160.000, mà người ta thấy mình bị phốt trên mạng, người ta sợ em bé này chỉ có 17 tuổi mà thôi, sợ lại quỳ lại kêu cho, mà nhờ cái chủ shop đó tha thứ cho mình. Chẳng những chủ shop không tha thứ mà còn làm nhục cô này, cắt tóc, cắt áo nhỏ đó, người con gái người ta cái áo đó rất quan trọng, mà đi cắt tóc, cắt áo trong khi em này em quỳ em lại. Thì tôi vẫn có một cái đồng tình với cái người chủ shop đó, là khi mất đồ chúng ta rất là bực bội, chúng ta là rất là giận dữ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái em bé đó cũng đã lại xin quỳ gối xuống đó xin chúng ta rồi, thì chúng ta mở lòng từ bi, chúng ta tha thứ. Nhưng mà họ không, họ quyết làm đến cùng, họ cắt tóc, họ túm tay, họ cắt luôn cái áo ngực của em nhỏ này, gây một sự bất bình cho dư luận. Mà tôi nói mọi người nghe, cái gì đó mà nó đi ngược lại với dư luận, dù chúng ta làm đúng hay chăng nữa chúng ta cũng trở thành sai. Ok, tôi nói mọi người nghe như vậy, là đó là lý do mà cái shop đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thứ nhất là tội làm nhục người khác. Tôi nói với quý vị các bạn nghe, người ta chơm chỉ có 160.000, xét về phương diện pháp luật người ta chưa bị xử lý hình sự, người ta chỉ bị xử lý dân sự, bị nhắc nhở và người ta bị vi phạm hành chính thôi. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta đưa ra đây là chúng ta quá giận dữ trong câu chuyện này, chúng ta đi quá đà, và đặc biệt là chúng ta đi cắt tóc, cắt áo, hành vi đó chúng tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có sự đồng cảm là người ta giận dữ quá. Thứ nhất, thứ hai nữa là bắt em này phải ghi
ghi vào cái sổ nợ 15 triệu, trong khi cái áo có 160 ngàn, như vậy là nợ 100 lần, phải không? 160 triệu 6, 16 triệu thì 15 triệu. Thì các bạn thấy là rõ ràng là cái hậu quả đem ra hết sức là bi đát cho cái chủ quán này. Cứ ngỡ là quăng lên mạng xã hội thì người ta có sự đồng tình. Không phải các bạn. Không ai đồng tình với những vấn đề đó. Và cái đó là cái phản ứng ngược cho cái shop đó. Thay vì shop đó nghĩ rằng mình làm vậy là đúng và mình sẽ bán được nhiều quà hơn khi mình bắt được một ăn chợ mình xử sự như vậy. Nhưng không, dư luận không đồng tình với cách xử sự đó. Và không, và người ta đã post cái video clip đó cho công an. Và trong đêm đó công an đã đến cái shop quần áo đó và điều tra hết. Tôi thấy là trong cái video clip đó không biết có cắt ghép không, tôi không dám khẳng định là ở shop đó. Tôi thấy là công an lại thu rất nhiều quần áo. Mà các bạn nghĩ đi, quần áo bán ở shop lời được nhiêu? Cái shop đó thì nói chung là lấy thì làm gì có thế có má mà có gì kia. Thì tôi nghĩ là shop đó đã lâm vào cái sự việc mà khốn cùng rồi. Các bạn thấy chỉ có một chi tiết nhỏ là mất một cái áo 160 ngàn mà dẫn đến một cái hậu quả hết nghiêm trọng. Các bạn thấy rõ ràng không? Đó, do đó là tôi nói các bạn nghe là tại sao trong câu chuyện Thiền Am vết thương cũng đã lành rồi. Chúng tôi trong giai đoạn đó chúng tôi cũng vẫn sát cánh trong Thiền Am, chúng tôi cũng rất là giận dữ, làm cho một người tu hành bị tét mặt, tét tai. Họ phải trả giá với trách nhiệm của họ. Tuy nhiên chúng tôi suy nghĩ lại, cái vết thương cũng đã lành mà chúng ta đòi người ta bồi thường 3 tỷ 3, phải chi mà bên gia đình bé Jimmy mà bồi thường luôn cái chắc đã dữ. Thứ nhất, thứ hai nữa là vấn đề mà cái người mà đi vào đấy để gây vết thương cho thầy Nhị Nguyên đó, đó là 13% đó, tôi kêu theo đội nhỏ nha, thì lại bị ở tù 2 năm. Các bạn thấy dưới 10% là chỉ bị phạt thôi, phạt hành chính, nhưng trên 10% này tới 13% là bị phạt tù. Luật sư của Thiền Am cũng rất là hay, từ cái án tù treo chơi thành án tù giam luôn. Các bạn thấy theo mình Thiền Am xử sự như vậy không được thỏa lòng dư luận. Bản thân tôi cũng thấy là quá nặng cho cái người mà đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho Thiền Am. Đúng ra cái lúc đó là phạt ngay lúc đó thì chúng tôi không nói gì, nhưng bây giờ cái sự việc đó đã là quá khứ và vết thương cũng đã lành. Bây giờ chúng ta cũng đâu có bị cái gì đâu, phải chi sức đầu mẻ chán thế này thế kia hay là thế này kia thì chúng ta biết. Thì tôi theo quan điểm riêng của tôi thấy xử sự như vậy là chưa đúng với tâm nhà Phật. Các bạn suy nghĩ thế nào thì tùy các bạn. Và chúng ta quay lại câu chuyện Thiền Am. Tôi đã nói với các YouTuber rất nhiều lần, nhận tiền của Mạnh Thường Quân thì phải lo tốt cho Thiền Am. Nhưng Thiền Am bỏ lơ vấn đề này, họ đâu có chọn chúng tôi. Đâu rồi, hồi nãy mới thấy em Quốc Việt Lê đâu mất tiêu rồi, Quốc Việt Lê New đâu mất tiêu rồi. Trong thời điểm tháng 8 năm 2020, tôi và Quốc Việt Lê là những cái kênh YouTube bảo rằng nếu người lớn sai phạm thì người lớn phải chịu chung, còn những cái đứa trẻ thì hãy cho chúng được yên. Và Quốc Việt Lê đã đi xuống thăm Thiền Am cái lúc Thiền Am bị đi cách ly và đem đồ tiếp tế. Chính vì đó mà Quốc Việt Lê được mọi người thương mến rất là nhiều, và tôi và Quốc Việt Lê có sự tương tác nói chung là cũng rất là vui. Tuy nhiên cái sự vui đó không tồn tại lâu khi có một số YouTuber họ đã thẳng tay nói xấu chúng tôi. Từ cái chỗ đó chúng tôi không còn cái lòng dạ nào mà ở lại Thiền Am nữa. Do đó chúng tôi đang lững thững lừng thân, chúng tôi có nên ở lại thì để mà bảo vệ Thiền Am không, trong khi bản thân chúng tôi không có một lợi ích nào mà còn tốn tiền cho Thiền Am nữa mà chúng tôi vẫn vui. Tuy nhiên chúng tôi càng đi sâu vào sau này thì chúng tôi thấy rằng người ta không chọn chúng tôi đâu. Do đó khán giả Thiền Am đừng có buồn khi chúng tôi nói về sự thật về Thiền Am như vậy. Các bạn đừng có buồn, sự thật đó vẫn là sự thật. Thiền Am mà dàn thiệt không sợ lửa đúng không? Bất Việt Lê, Thiền Am thì không, thằng thật thì không sợ lửa. Bất Việt Lê nó nói câu này hoài à, nó nói Thiền Am mà thằng thật không sợ lửa, nó cách nào cũng không, đốt thế nào cũng thành vàng mà thôi, không có sắc. Tuy nhiên thì các bạn thấy là rõ ràng trong cái cuộc nói chuyện vừa em Minh Tùng mà CEO Mỹ Phương Hằng, người ta nhấn mạnh là tại sao người ta nói xúc phạm Thiền Am như vậy mà Thiền Am không chịu thưa.
Chúng tôi đã phân tích cái vấn đề này rất là lâu rồi. Các bạn nên nhớ trước đó cái nhóm Media Happy, các bạn nhớ không? Media Happy, Phan Phong, Lực Sư Vũ, rồi Rất Việt, rồi Đời Thường, vân vân và vân vân, họ cố tình họ chọc ghẹo Thiền Am, họ kêu Thiền